xung quanh là giường được. Trời mọc nó tản luôn. Ôi ôi rồi rồi. Lúc chạy ra, nó chạy ra. Bạn coi chạy ra. Chạy ra. Lúc. Đó. Các bạn. Quay cho anh em coi cho đá nha. Hello, xin chào các bạn, giờ được đang tới chợ Tân Hội Trung rồi nha các bạn. Giờ chuẩn bị đi vô điểm cầu cầu thôi. Đã chạy theo đường men, theo đường nhỏ như thế này nè. Nha, điểm cầu cầu nha. Rồi, xin chào các anh em, mình sẽ đi thôi. Nè, bác Hà Yên, bác Từ đang ngăn đập chống nước, đủ. Rồi cho các bạn xem nó cứu lúa. Thanh niên trai tráng giờ đi hết là hai ông già làm nè. Trời ơi chú ơi, làm ông nào cũng có làm rồi đó, trong gì đất này ta đó. Dạ. Mà mượn tăng ngay. Mượn làm tiếp hay kia nọ rồi ha. Không đợi. Rồi, bạn thấy khổ chưa? Cái đó là ngay hoài tới. Nó tánh người chứ sao vậy chú? Quá tiền đổi. Mà ăn chung ha, ăn chung là vậy ha. Không mà tính quá tính. Đó ông bác Hai với giờ ông nay 65 không bác Hai? 74 rồi. Trời ơi, ông cụ ông 74 tuổi rồi. Đó ông xuống dưới ông làm đập á bạn. Nên đi câu cá nãy giờ ở ngoài vườn vô đây ngồi trò chuyện với mấy chú đây nè. Cái nghề mưu sinh của bà con nông dân mình, nghề nông không à. Đó mình đó nhiều lúa mình công trái me phải không chú? Chú vô đậu. Dạ dạ. Vô đậu công bông. Trái me nó còn xanh xanh. Đây các bạn. Tiếp tục nha. Chê, thường nó càng đông nó càng lợi nha các bạn, cho nên là được mới đập nó, đập nước các bạn cho nó động cho nó lợi lúa đó tán à dính đó cả nhỏ cả nhỏ qua vậy. Oh man, rồi con tiếp theo của mình nha, cả nhỏ ốm ghê á, vô đây không có gì cho nó ăn hay cho nó ốm. Ghê các bạn. Hết ăn rồi gì rồi. Chúng mình sẽ đổi giờ vô trong câu nha các anh em. Ông chú nãy mình thấy cá ốm mình nói với ổng. Chú Tư cũng nói này ta vô xiệt hoài mà tại mình không có coi được, ta vô xiệt ta câu nhóc, mình thấy mấy chú thấy thì mình nói người ta cá dưỡng, không thấy người ta xiệt ta câu ta. Chứ đâu có, chú nói khách xa đây cho nên không có lợi đi được. Nó ô càng càng nha các bạn, càng nha các bạn ơi, càng nha anh em ơi.
Đó, bạn thấy không? Chín. Rồi, cá chơi nữa. Các bạn, con tiếp theo nhé. Mình sẽ gỡ rồi sẽ quay tiếp cho anh em xem tiếp ha. Cá chơi các bạn. Nó nhỏ. Cá bự không lắm rồi. Đưa nó đổi qua đây các bạn, cá ăn lúc nha, lúc nha các bạn. Dính, đó. Trời ơi, cái xương không. Ôi. Xịt rồi, cá nó ốm. Rồi, sẽ gỡ thôi. Cá bị xịt các bạn ơi. Ồ, cá đang nào. Còn gì là ghĩa. Ồ, ngã bạn, cá ăn nha. Cá ăn nha các bạn. Lúc lâu phao rồi. Trời ơi. Nhưng mình chắc lắc. Quá dở. Đồng đồng như cho cá lợi nha các bạn. Đó. Đó. Mình thấy cái phao của mình nó đang lắc liên lắc lẹ nha. Đó. Tìm lợi các bạn. Tìm lợi. Đó, công ngàn vậy các bạn. Ngán quá, ngán mấy con bự này quá. Bự lắm này. Quen. Đang cố để cho nó mệt. Quên đi mày giật theo trời. Tức. Mình. Bự nha các bạn ơi. 1, 2, 3 lên luôn nè. Ê nó ba. Quá cộng đồng muốn. Ôi mỏi tay quá. Phải căng cái đầu lên bạn để giả út cái đứt dây bạn. Ôi nó ba cộng đồng muốn rồi. Rồi. Ơi, lậu vô đây nắm dây kéo vô nha các bạn. À. Đó.
ên bà ơi, oh man. Đó, quay điểm câu lại cho bạn coi ha, xa xa thuốc miệng kia luôn nha. Oh man, trời ơi. À, quá trời quắn muốn còn dây 0.35 của mình thích chơi mình dìu nó giờ nó mệt đúng không anh? Đây này này mà nữa trát lên chắc dưới này nó nhiều lắm đó. Mình cá. Oh. Cái này nước ngoài sông nó vô tới cái này là không gì, nước nó đục ngà đỏ đỏ nè các bạn. Nói vậy cho anh em rồi xem nha. Con thứ hai nha các bạn. Quá khủng nha. Cẩn thận với cái gạch của nó nha các bạn. Quá tụng. Rồi xin chào anh em, sẽ gỡ thôi. Oh man. Nãy giờ 20 phút rồi các bạn. Nó thì giờ chỗ khác nữa quá. Lúc phao mày, lúc phao mày. Ồ. Rồi, con cá chê tiếp theo nha các bạn. Sẽ gỡ thôi, sẽ quay tiếp cho anh em xem tiếp nha. Đây nha các bạn. Tiếp tục nha. Chê thường nó càng đông nó càng lợi nha các bạn, cho nên là được mới đập nó đập nước các bạn cho nó động cho nó lợi lúa nó tán à dính đó cái nhỏ qua vậy. Oh man, rồi con tiếp theo của mình nha, cái nhỏ ốm ghê á, vô đây không có gì cho nó ăn hay cho nó ốm đâu bạn, giờ được đang đổi chỗ câu nha các bạn. Này nước hơi cạn. Không thấy cá. Chỉ bao nhiêu đó thôi các bạn ơi. Giờ được chắc cũng chuẩn bị cũng cần về thôi. Xin chào các anh em nha.
Hết rồi, dính được mấy con xong câu sớm rồi, nãy giờ cả tiếng rồi, hồ hết dính rồi. Trời ơi, sảy sảy các bạn ơi, rồi dính gốc luôn. Không ăn cái ăn nha, mới đập đập xong nghe nó lại chưa nuốt, chưa nuốt hả mày, dính. Oh man, mẫu đầu luôn coi đó được các bạn. Ôi cá này nó giống như nó bị ai xịt lén hay sao đó các bạn ơi, nãy giờ mình dính được mấy con nhỏ này nó ốm nhơm mới đầu không à, giống như là có người vô đây chích điện hay gì á, tại vì xung quanh này ông chú không có trồng ba cái cây làm hàng rào nè, giống như có ai vô đây xịt lét hay sao á các bạn. Ôi ôi nó bị xịt rồi, tại ở đây là chỗ mà nung các bạn, đây là cái ống bọng, là ống bọng ngoài vô nè, cá ở ngoài nó vô đây nó ở nè bạn, đặt ống bọng vô nè ha, để quay cho anh em đồ coi ha, chứ không phải là hầu nuôi mà để nuôi mà giải nuôi cá cho cá ăn nha các bạn, để anh em đồ coi, nói là không có ai mà nuôi cá mà để cỏ cây hay là gì như đới sậy như thế này chứ đó, các bạn coi nè ha, chỉ đặt ống bọng như thôi mà cá nó vô thử người ta giữ đó. Chú qua ông kêu được chu câu mày gì bị xịt hay gì đó, và ăn cá ở ngoài tự nhiên như đây nó không có đồ ăn, nó ốm các bạn, bị xịt ghê kinh khủng à, xương không nè. Cá ngang như các bạn đó. Rồi nút vào. Mình đợi nó ăn ba màu mình giữ xuống rồi. Ơi xong rồi bạn ơi, thân là mình sẽ về ăn cơm trưa thôi, xin chào các anh em nha.
cá gì nó ghẻ chứ á. Rồi xong anh em ơi, giờ mình cũng chuẩn bị về thôi. Về nó đi làm, giờ cũng 12 giờ mấy rồi. Về tới nhà cũng gần 1 giờ đi làm thôi ha. Xin chào anh em nha.